Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Toyota Yaris Cross đã xuất khẩu tại Indonesia và đang trở về đến Việt Nam. Mẫu xe SUV cỡ B Toyota Yaris Cross 2023 đã được đóng thùng xuất khẩu khỏi Indonesia. Xe được đồn sẽ về Việt Nam vào tháng 8 năm nay. Toyota Yaris Cross 2023 mới ra mắt thị trường Đông Nam Á vào giữa tháng 5 năm 2023. Đến giữa tháng 6 vừa qua, Toyota đã bắt đầu xuất xưởng và xuất khẩu những chiếc Yaris Cross đầu tiên tại nhà máy ở Indonesia. Đến nay, những chiếc Toyota Yaris Cross 2023 dành cho thị trường xuất khẩu khi bị bắt gặp đang được vận chuyển trên đường. Những hình ảnh này được chụp trên đường phố Thái Lan. Tuy nhiên, những chiếc Toyota Yaris Cross 2023 xuất khẩu này không dành cho thị trường Thái Lan. Thay vào đó, những chiếc xe này chỉ đi qua Thái Lan để chuẩn bị sang Campuchia. Có vẻ như thị trường Campuchia sẽ đón nhận mẫu SUV cỡ B này sớm hơn cả Thái Lan và Việt Nam. Theo tin đồn, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ về Việt Nam vào tháng 8 năm nay như sản phẩm thay thế cho Yaris đang bị khai tử. Hiện một số nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Toyota Yaris Cross 2023 tại Việt Nam được hứa hẹn sẽ có dao động trong khoảng 700 triệu đồng. Thông tin về trang bị, động cơ của Toyota Yaris Cross 2023 hiện nay chưa được hé lộ. Nhiều khả năng mẫu SUV cỡ B này cũng sẽ có hai tùy chuẩn động cơ như xe ở Indonesia. Thứ nhất là động cơ xăng, có mã 2NRVE với 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc là hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm cả máy xăng, có mã 2NRVEX với 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 89 mã lực và mô men xoắn cực đại 121 Nm. Động cơ kết hợp với motor điện mạnh 79 mã lực và 141 Nm, hộp số ECVT cũng như pin lithium ion. Khi về Việt Nam, Toyota Yaris Cross 2023 có thể sẽ bị cắt một số trang bị so với xe ở Indonesia để giữ giá bán cạnh tranh hơn. Tại Indonesia, mẫu SUV cỡ B này sở hữu đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn chào mừng, vành hợp kim 17 in hoặc là 18 in, đèn hậu LED kết hợp với halogen và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đa cốp. Bên trong xe, Toyota Yaris Cross 2023 được trang bị ghế bọc nỉ hoặc da, ghế chỉnh điện, vô lăng ba chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 7 in. Các trang bị khác như màn hình cảm ứng trung tâm 9 đến 10,1 in, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây, rèm che nắng chỉnh điện, khởi động máy bằng nút bấm và camera hành trình. Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu camera 360 độ cũng như gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Khi về Việt Nam, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ cùng đàn anh Corolla Cross đối đầu với những mẫu xe SUV cỡ B như là Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.